Rồi có chào người ta không à, ngắm mưa. Bay nữa hả? Bay lắm. Mưa mát ghê nè. Mình chạy. Mưa mà nãy dòng gió này kia quá chậu luôn em ơi. Thiết mà nãy bay dồn dồn lên đó đó. Không bay luôn, còn gói với mình lên đó mà thôi làm miếng và đi ra ướt mà. Thì chào tất cả anh em nha. Chào anh em đến với kênh của Chảo Mini Mãi Tim. Thì anh em ơi, hôm nay anh em Chảo ăn lại món cũ đỡ nha. Thì để coi món cũ mắm nó còn chân cỏ anh em. Thì chân lâu thì ăn còn ngon nha. Lâu càng ngon á anh em, chứ không phải là để 2-3 ngày thì kia ăn rồi cứ nó thôi luôn nha anh em. Không có nha. Thì anh em ở miền Tây rồi biết rồi đó, mắm càng chân lâu và càng ngon á. Thì có làm bà già ta xưa nó vậy thì cháu nghe theo vậy nha. Thế thì anh em hôm nay sẽ làm một cái món gọi là dân dã khác. Cho muốn muốn bữa mua để tủ giờ lấy ra làm anh em ơi. Thì đây là món theo như là đã nói trước à, còn như đây nè. Không lâu quá thì càng ngon anh em, chứ không phải là hay ăn ngày là bỏ nha anh em. Ăn ngày bỏ là đó là không phải với ăn mắm rồi đó. Đó gọi là mắm rồi, hay gọi là con mắm à. Ủa cái sọt gái mình ngay đâu rồi anh? Giờ mình để góc này chút xíu nữa ăn xong cái cửa bọc bên kia rồi em bỏ anh em ơi. Thì anh em nhớ ghé vô trong cái shop Refi Chảo Mini. Chảo cố gắng như phần mô tả anh em. Mãi Tim. Quên nó mắc đai quỳ đai cái này. Ôi. Ôi cha đi đái này cha. Thịt kho rau muống. Ngon rồi gì mà hai cánh một, mà hai cánh một rồi cả. Ok, cái mít bữa thấy đâu rồi vậy ta? Cái mít ta này không phẩm hát hả? Ừ, tin lấy cái mít đó nè em. Rồi mở cái lò lại tôi nói mấy anh Covid ơi, làm ơn hết được không? Chứ tụi em trong nhà buồn lắm. Dưới ở trong nhà không anh em, mấy ngày cứ không luôn. Đầu quấn chân à? Đầu quấn chân luôn. Đầu quấn giống gì nè, tính nó đầu quấn giống gì vậy? Đâu à, đâu muốn lộ với hộp được khoai trứng. Nè anh em thấy họ hộp được khoai trứng là biết rồi đó. Lâu càng ngon nghe anh em, chứ mà lâu mà hơn nghe anh em. Thì giống như mấy ngày Tết anh em, cái này là giống như là Tết. Thì bữa nay là đang làm trong Tết nè. Tết được 14 ngày có anh Tô Quýt, anh Ba Châu là Tết 14 ngày đó. Mãi Tim. Anh em con gà bởi nguyên anh em. Gà anh em bật đá còn nguyên, ổng không uống, ổng không uống luôn anh em ơi. Bởi nguyên á. Nè anh em, mấy hồ cá vẫn còn nha. Thì tại hôm qua thì ăn với chứ cái gì ta học dịch hôm qua chiên học dịch. Thì hôm qua ông anh ổng đem lại ổng cho anh Chiến không đó mà anh Bình ổng cho chụp học dịch gì đó như bọc gì. Xong là chiên ăn cơm buổi tối. Thì xong cái giờ hiện nay ăn là món cũ anh em, cho nên đồ ăn với cá hộp phải nguyên. Đúng rồi, nói chung là giờ dịch bệnh thì khó khăn anh em có gì ăn đó. Chứ bây giờ nếu mà nào mà nó hết đồ ăn này là hên cũng mấy bữa gãi anh em. Trời mưa lớn thì kia dưới đang mưa nè, cái đồ đất nó mềm á, dễ ăn. Cho nên ăn uống cái gì cũng đơn giản mà đi. Ổng làm đồ ăn ngon nha anh em. Ổng làm ăn ngon lắm. Thì bữa hổm như clip bữa hổm chả có nói đó. Là cái gì? Thì nó làm cái tên nó gọi là cái gì
quán con mắm. Rồi, làm cái tên quán con mắm. Đâu hay chưa? Nhưng mà phải lấy vô con gái quán nhà ổng nấu luôn. Ở chỗ ổng chứ không biết, anh em chứ không biết, con gái ở ngoài bưng này kia, nhìn nó có gì là gọi con mắm nó mắc cần nữa. Giờ ăn về là cho qua ngày anh em ơi, thì giờ này cũng đã trưa rồi. Anh em ngủ sáng tới đâu 9 giờ mấy, 10 giờ mới thức. Thì thức nãy giờ ngồi nãy giờ vừa đến quay anh em. Rồi mưa, thấy vậy đã như hết rồi, tại mưa với cái nhà này á. Ở trên thiết đây có lâu không thiết mà mưa xuống ổn thì anh em thấy nó đang rất mà còn ổn nữa anh em. Thì đợi cho bớt mưa anh em ăn quay luôn chứ thật ra nãy giờ ông cũng đói lắm rồi đó. Cái mồ hôi nóng lắm, nóng lắm rồi. Vẫn còn hôi nha, ý là vẫn còn có cái mùi mắm nha anh em, gọi là mắm rồi. Vẫn còn thơm mà là vẫn này tới ngày mai còn ăn được nữa. Đúng không, tại ngày ăn con cử này ngày mai còn ăn được mà thanh xuân nghe biết đâu chừng tối tối cơm đói cũng mới được cơm lúc hết vậy. Đơn giản anh em ơi, giờ gọi là cái gọi là series 14 ngày ở nhà có gì ăn nấy, thì bây giờ là y gan còn gì nấy, cái này là đã tôi lạnh mà nó héo thì bữa gọi anh em thấy đó héo rồi, tại để tôi lạnh cái tớp không anh. Gió rồi à, gió đen rồi. Đó, thì anh em cũng thông cảm nha. Có gì anh nấy đi, bây giờ anh em cũng đã hiểu hoàn cảnh của mấy cái anh cô quy đến ban cho rồi đó. Ba anh em, bà chén. Thật có trứng thì nó cái còn trứng này hết thì nó cái lồng thêm 5 trứng dụng cái đó nữa thì thật còn nhiều anh em. Thì đã như khúc đầu có nói với anh em á là Tết mà, thì anh cô Quy ấn ban cho cái Tết này 14 ngày. Thì giống như Tết ơn Tết đi, cái đồ hộp vịt như thịt kho trứng là mình ăn là Tết á. Thì bây giờ ra đồ rồi giống như gan 31 Tết cho mình vô nè anh em. Dán qua em băng đi một cái mà nhìn thấy được luôn. Dán lắm à, vòng vòng qua ăn là nó lột. Đột mà ăn với mắm là bá cháy luôn nha anh em. Một chén mắm nữa. Rồi ok. Bả anh em mưa mà nha anh em. Hôm nay là tôi tính lấy cái mít tôi nói mấy anh cô Vi ơi làm ơn cho em ra ngoài được không, anh hết giùm em đi. Em ra ngoài chứ ở đây buồn lắm. Buồn lắm buồn. Mưa mà thêm cái cảnh mưa nữa anh em. Ở thối luộc. Thúi ruột luôn. Hai cha Lan bữa chỗ nhận quảng cáo anh em, rồi người ta tặng cho hai cây đó, người ta tặng cho hai cha Lan thì để về cái cây kia nó lên rồi cây này bị héo anh em đó, cái đó nó làm đó nó nghe thấy không, còn cây bên đây bị héo rồi. Nói chung là vẫn cho hết mùa dịch ở nhà giá cộng hai cột. Cái đồ cá giống như là đồ mà chúng trọ dép lụm lon nghe nghe mùi dịch đi luôn. Ăn đi xíu rồi. Bây giờ tập ăn xíu rồi. Ừ, anh đó ngày ổng nhạy đó anh em. Mày ăn có bồn. Nói gì vậy? Nước tôi muốn, ngon á. Thì có điên luôn hả? Ừ. Tóc tôi ơi, tóc tôi lấy muỗng. Thì nước mắm vô hết rồi. Gì nước mắm nước tương? Mắm, mắm nó đậm. Thôi thôi. Tiện nay chạy xăm lấy uống chết luôn. Tại đó thì nghe qua là tính chạy xăm luôn đó. Ờ hả? Ờ. Nói gì này được xong. Ờ phải uống ngày qua gọi luôn rồi to ờ gì nữa anh em. Ê ở đó còn đóng nắp luôn nữa ha. Ừ. Ê đóng nắp được luôn. Nhà có chai kìa. Rồi chừng nữa có tiếng một anh em ơi, chừng nữa không được mở ra nó hôi mùi. Có tiếng một cho con chú với thằng Tú hột dưa.
mua chai giỏi bún đá rồi kia, nhưng mà xịt cho nó thơm thơm nghe cô là ẩn cái gì như nó mua ít nó mua mua để mà ăn chết chết luôn thôi thì chiến anh em ơi, thôi anh em đi cho nó ngủ rửa sạch chết thì cũng chậm nữa. Thôi lấy mắm lấy gì giờ nước tương á mà anh em nha, nước tương không, nước tương mắm cũng hôi chứ nó không có mùi, nước tương không có mùi đã hả nữa thì khứa á cái là thúi á, thúi vậy á, thúi vô, nó để nó quậy thôi. Trời ơi, không phải là cá không em. Bây giờ thúi thúi để trong chai cho thúi vô cho anh chết luôn á. Lấy cái ly á, để ý là để cái chai vậy đó anh, rồi không còn cái nắp, tưởng tưởng không có cái gì hết á, đúng không? Thì đâu có cái răng đó. Chà nhà em đóng rồi. Trời ơi, sầm bán, hay gì đang bán. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi muốn anh em ơi thì để luôn nè. Sao nãy quên người ta. Nãy quên, ai gì nữa, ra ngoài mua thêm mai hay mốt gì. Mai đi, mai mua là muốn mình sầm tỏi anh. Muốn kia á, muốn lộn nó muốn ăn ta. Giờ khó khăn là ra mua kiếm hai bó muốn mà bó 5 ngàn mà. Cậu nào mấy chọn cho ông chân. Mất tính nó dạ. Cái nữa chạy ngoài đi kiếm cho bộ đi mua đồ ăn, rồi đi mua đồ ăn được anh em. Dạ em mua ốc bông tai nữa. Còn nha. Nói bông tai không tài không nhậu luôn chứ ai gì nữa. Ông với nó nhậu luôn, ừ. Em ngồi coi phim. Chứ sao ai đâu nhậu đâu nhậu. Đã nè. Để quên đến nãy giờ mà anh em thật có trứng rồi. Để mà thầy khoai trứng bữa giờ anh em heo gần hả? Ừ heo gần, thầy khoai trứng và thịt heo gần đó nha anh em. Trời ơi bữa giờ mấy ngày cũng vậy ngon nước đúng, đúng thấm luôn. Thịt trứng thì anh em nhìn thấy chứ không nhìn biết rồi nè, nhìn nè. Thấy không, coi càng càng lên cho thấy trứng không dịch anh em. Thấy không? Đó là biết bao mấy ngày đó là càng ấy là càng ngon nha, càng sắc là càng ngon nha. Trăm nước rồi luôn. Cà này mà để mình nướng anh, mình nướng kiểu nướng mà nó lấy mà hành đó, quét quét mà hành, nướng mà hành đó. Mình trước đó chỉ nó mình nướng mà nó hành đó. Trời, này đúng bài với cái gọi là gì nữa ta, còn cái gì chú chát, chú chát là đúng bài là mắm luôn á. Đó. Đó, xong anh em ơi. Cái này để tôi lạnh mai ăn tiếp đó, ăn tiếp cho rồi. Tôi nói mấy ông gan không nè, còn nguyên cái nữa không, anh em ba anh em ăn được miếng hả à. Để đây dừng nước thăm ăn tiếp nữa vậy đó, tiết kiệm qua cái thị này anh em ơi. Thôi thì bây giờ bắt đầu bổ thằng thì thằng em nó đã quay và mang nó nấu cơm thì chảo rửa chén, đó là cái bổ phận quy định, bổ phận 12 bánh nước không chảo 12 bánh nước đâu anh hiểu đâu, có mấy bà đâu có hiểu nè, vợ con nhà đâu có hiểu cảnh này đâu. Mình chờ chút xíu nó nè đâu kia. Thì bây giờ cũng xíu nó này nó kia mãi vậy con mới vợ con không dở mình bạn thấy dở như thế đó, chồng mình thấy không làm gì cực khổ không, để cho chồng mình đi ra ngoài này kia rồi thư giãn vậy mà thương vợ nhiều hơn đúng không quý vị. Bởi vì anh nằm nghe nói hay đấy. Nào nè, thấy là đã xong một buổi trưa cháu ăn gì đó rồi, tới chiều có khi cháu không ăn nữa, còn không là cháu trụng có mì hoặc là cháu cái gì đó rồi đó. Bây nhìn thấy tướng anh em kêu cháu ăn nhiều vô cho mập lên, mà ăn vậy không mà không được anh em.
cơm ăn cao chén gỡ chén rồi đó là maximum rồi đó. Xong thì bây giờ là ra làm miếng nước đốt nước thuốc à, dân hết thuốc là anh em sẽ biết cảm giác vậy, ăn cơm xong là phải đến nước thuốc liền, nhưng mà ra đến nước thuốc xong vô nước chén thì nếp nó sẽ dài anh em. Thì cháu sẽ gắng gượng nhịn nãy giờ, xong rửa chén xong giờ ra đốt nước thuốc nha. Thì xin lỗi anh em, tại vì cháu không quay những cảnh đó thì anh em đã phản hại những cảnh hút thuốc anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem trong thời gian nãy giờ, luôn theo dõi cháu nãy giờ. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Ờ anh em ơi, quên ghé đi, nhớ ghé vô cái shop của cháu nha, cháu có kinh phí anh em. Chứ bây giờ làm YouTube này không được nhiêu tiền chứ anh em ơi. Clip của họ anh em thấy ăn uống clip 300 ngàn, 400 ngàn, mà một clip thì cháu thu nhập một loại chỉ được có 100 ngàn, trăm mấy ngàn anh em, mà thấy lỗ thêm công sức 3-4 anh em á anh em làm ra nữa rồi đâu có đủ đâu anh em. Nhớ nha, giờ bye bye anh em nha, mãi tim.